nay sáng sớm sương mù vậy là chắc là ngày nay không mưa nữa rồi. Sương mù thì nhìn còn đỡ nha, chứ lúc mùa đông mà đi làm 5 giờ mấy 6 giờ như vậy là cái sương mù này là không thấy đường lái xe luôn. Đèn xe sáng cỡ nào vẫn hơi mờ, hồi gì bị cận thị nữa. Suy nghĩ cái trưa chiều nay về mẹ nấu món gì cho bữa ăn tối nay nè. Rồi. Nhìn làm như vậy là các bạn có đoán biết là chiều tối nay sẽ ăn món gì, đang chuẩn bị cho món gì không? Mẹ đang cân bột để chuẩn bị làm món bánh canh. Làm bột, làm bánh canh xương đuôi heo. Nhà này bữa nay có xương đuôi heo là cũng là xịn sò lắm rồi, chứ nhà này chỉ thích ăn thịt nạc, không thích ăn thịt xương, chứ đừng nói gì mà da với mỡ, cho nên không có thể nào mà bánh canh giò heo được. Xương đuôi heo là cũng ok rồi. 300 gram bột gạo, 300 gram bột nao với 750 ml nước. Ok. Còn có 10 cây. Nãy giờ em biết mua thêm nấm rơm rồi để vô cho nó đặc sắc hả? Không biết mình còn nấm rơm không nè. Còn hôm qua xài hết. Bây giờ vậy. Còn bắp à, thì thế nào mẹ cũng để bắp rồi, hết nấm rơm rồi. Rơm nữa thì mình ăn được, bắp chỉ lấy nước ngọt thôi. Mấy món này là mấy đứa cháu nó ăn được thì mừng, không ăn được thì thôi. Mẹ nướng gà, nướng thịt thêm rồi. Gà ăn ngán ơi là ngán. Đó thì cái này ấy bột xong ngâm đó rồi mẹ bắt đầu nấu nồi súp. Để bắp, để tôm khô, để xương bị vô cho nó ngọt nước thôi. Mẹ ăn 300 gram bột gạo, 300 gram bột năng. Hồi tháng mấy trước về Việt Nam cũng có ăn được món bánh canh giò heo rất là ngon ở Trà Vinh, mà ở đó ăn sáng họ có để vô cái, lần đầu tiên trong đời ăn bánh canh mà có để cái giò cháo quẩy vô, giống như ăn cháo lòng với là ăn phở Bắc vậy đó. Lạ miệng mà cũng hấp dẫn, ngon lắm. Đây là bánh canh mẹ làm, bếp của mẹ làm bây giờ chứ để ăn tối. Bây giờ tối ngâm trước tiếng, thì tiếng mà nấu
vừa ăn bánh xèo tuần trước rồi, cũng vừa ăn bánh cuốn hôm kia rồi. Bữa nay tới bánh canh, toàn là chữ bánh đầu. Đây nè, cái bánh cuốn, còn lại cái gì đó, hành sấy. Hành phi, hành sấy của mẹ còn. Bánh canh chiều nay nấu nồi súp, là giờ làm bột ăn bánh canh thôi. Đây, nướng thêm thịt cho mấy đứa cháu nó không ăn được. Còn đây là món đặc sắc mẹ mới làm thêm, là không mở ra đâu, hôi lắm. Thịt kho mắm ruốc. Ủa, cái keo mắm ruốc mới thấy để đây chưa kịp quay là mẹ đem cất rồi hả? Này quay không có cái microphone, chắc nó nhỏ lắm mà. Về đột xuất thấy quay chứ không có chuẩn bị. Mẹ bên này còn nguyên cục bột này mà, nhìn thấy góc đó. Mà là hồi sáng con đi là sương mù dày đặc luôn á mẹ. Đi mà 4 giờ là còn sương nhiều nữa. Sáng sáng mà vẫn còn sương là biết bữa nay không mưa. Nhưng ngày nào có sương mù buổi sáng là trong ngày không mưa. Nhưng mà sao dự báo thời tiết có mưa nhưng mà không mưa. Nhưng mà nó vẫn âm u lắm, không có được rõ nên quay nhìn nó cũng không đẹp. Mở cái đèn lên thì nó sáng theo cái kiểu khác, nó không có trong, nhìn không có xuất sắc lắm cái video, cho nên dày thì nó cũng thôi tạm. Món này thì mẹ nấu trong nhà, không có hôi, không có văng, mỡ dầu, không có bốc mùi, thành ra nấu trong nhà. Chứ ra ngoài sau thì nó sẽ sáng sủa hơn. Này là mẹ đang quậy bột gạo đây. Đang quậy bột gạo đây. Huyết không có đi chợ Việt, không có mua huyết được. Có huyết nữa cũng ngon. Chế biến rồi bánh canh có huyết, có được cái đuôi heo là xuất sắc. Ở đây thì ăn theo vậy thôi, thịt chứ không có mỡ, không có ngọt như miền Tây, cứ lạc, ít đường, ít muối nha, không ăn bột nêm nữa, không ăn bột ngọt nữa. Okay. Để đây tí đi. Trời ơi, ngoại đang chế biến cái gì để nặng ra sợi bánh canh nè. Ở Việt Nam tôi thấy con thấy có món bánh canh bột sát quấn vô cái chai thủy tinh xong rồi cắt cho nó vô nồi nước luôn. Còn mẹ thì chơi kiểu nặng giống như nặng bánh kem vậy ha. Đó, vừa quay cái video mới mà vừa coi cái YouTube ăn bánh cuốn gần đây nhất. Nắng quá phải kéo màn cho bớt chói TV. Bà ngoại làm rất là thủ công. Không biết là đang làm gì luôn á. Rồi để bột đây nè, đây nặng nè. Không biết rồi, con sẽ thủ sẵn trước cho để con khuấy bột không. Con đoán là y như mẹ nặng bánh kem vậy đó. Không đủ. Ngoài cái ly con cười quá đó. Cái này chưa bị đi làm bánh canh rồi, tiếp tục khuấy bột gạo một chút thì mới để bột năng vào và đánh. Sẽ dùng máy này. Ở trong này mà đi vô shop Hoa Việt mà mua bột, có thể mua bánh canh ta làm sẵn, ta vô bọc ta bán bánh canh, bánh phở hoặc là bún khô đồ nhiều lắm. Bún khô thì về nhà phải luộc lại, còn bánh canh, bánh phở là về nhà cứ việc trụng qua nước sôi là ăn liền, không cần phải làm. Tại này mẹ muốn làm từ A tới Z chứ người ta bán sẵn hết à. Làm thì nó ăn theo khẩu vị của mình. Đó, mình đổ thêm vô miếng dầu ăn nữa rồi mình trộn.
xíu muối. Rồi bắt đầu dồn vô đó rồi nặn ra thành sợi bánh canh. Làm bánh canh với làm hủ tiếu theo kiểu thủ công hả? Rồi đó thì mẹ chuẩn bị hết để đợi nước sôi là bắt đầu nặn bánh canh ra. Chuẩn bị những cái đồ để vớt bánh canh ra. Cái nước đá. Ok, nước sôi rồi. Nước sôi sôi rồi đó mẹ. Ôi bự dữ. Này, này bánh canh gì mà vĩ đại vậy, là cắt cái lỗ hơi to rồi. Lỗ hơi to. Thì có sợi bự sợi nhỏ đi, thủ công mà. Đâu phải máy đâu mà đều y hệt nhau được. Miễn là cái chất vị nó ngon là được rồi. Ăn từ từ là sử dụng hết, nặn hết cái đống này luôn. Nhanh lắm. Xong này bắt đầu nấu nồi nước súp. Cái súp bánh canh á thì nó đơn giản hơn cái súp phở hay là cái súp bún bò Huế nhiều nha. Cái súp phở, súp bún bò Huế là phải nấu, nhất là phở là để qua đêm. Bánh canh này là nấu nồi nước ngọt là để xương đuôi heo rồi thịt vô bắp rồi củ cải trắng rồi tôm khô rồi ra nước ngọt là 1-2 tiếng sau là quất. Chứ không có mà phải cần thiết là để qua đêm hay là phải lâu. Cái này bánh canh này bánh canh khổng lồ. Nó thì... nổi lên nó nhớ. Vậy là con nghĩ không sợi nào giống sợi nào thôi. Mấy kia mẹ cắt không giống nữa là. Có 5 sợi, 5 túi là 5 sợi. Ok. Yeah, nó nổi lên vậy là nó chín rồi đó, nhưng mà để cho nó thấm thêm tí nữa. Nó nổi lên là nó chín rồi đó. Rồi vớt ra từ từ nặn tiếp, hấp tiếp tí nữa hả? Không chín trong cục bự quá nè. Chưa? À, nhỏ đúng rồi, cái này mới là dừa nè. Cái thứ nhì còn hơi to, cái thứ nhất thì quá vĩ đại, cái này bánh canh dừa nè. Chứ con nhớ bánh canh đâu có to như vậy. Vậy là nãy giờ ba size rồi đó. Ba size. Người ta làm sao ba size. Còn bún là còn hủ tiếu là còn tí hon nữa. Bún không có làm bằng cách này được, bún không phải có máy ép. Chim bồ câu. Bài. Rồi bánh canh thấy làm gì ăn ngon hơn là của người ta vô bao, người ta đông. Em mình làm nữa tươi, người ta làm hôm bữa đó. Zip lại rồi người ta để đông ướp lạnh ha, đông lạnh là bán nó dở ra tươi rồi móc đen á. Mấy shop thực phẩm ở châu, shop Tàu, shop Việt, shop Khmer gì cũng nhiều khi mì gói cũng cũ nữa, mua về mềm èo. Yeah, gọi lẽ nổi lên luôn rồi đó, mau lắm. Kia thì lâu chứ tới đây mau lắm. Rồi tôi vớt cái này từ nước đá qua nước nguội. Cái này sai giờ. Tôi chuẩn bị cái rổ để đem lên luôn nữa. Đó cái này là xay nha. Xay còn hơi trung trung ha. Nhưng mà thay cái nước này. Mấy ông cơn ngáy này kia khuấy rồi lâu chứ lên tới hồi nặng mau lắm. Nè, cái này uống luôn. Mùi mùi. Ui. Cái này là dừa nhất nè. Bánh canh tao phải như vậy á. Cái này dừa ha. Quá êm luôn. Vậy. Rồi sắp xong rồi. Còn cái nặng cuối cùng. Vớt cái thứ tư ra nè. Tao không mấy trong nồi nữa mà nè. Chảo á. Dễ vớt nó không bị gãy. Cái nặng cuối cùng.
Bánh canh bột nặn. Cái bánh canh bột lọc. Thì không nói người ta cũng biết bột lọc rồi. Thì có hai loại bột lọc, bột gạo thôi cái gì. Mà này mình không có đi Karamada, mình không có đi mua huyết, không có huyết nữa ăn ngon. Huyết ngon ha. Xong. Nổi lên rồi vậy. Xong rồi. Vớt ra cho nó chín chín chút à. Vớt cái này thôi chứ cái đó mới mà vớt cái gì. Vớt luôn nước đá qua nước thường rồi chuẩn bị đổ qua rổ luôn. Xong hết là đổ ra rổ luôn. Rồi xong xuôi luôn rồi đó. Mình thấy nó tươi, thấy nó fresh hơn là mình phải mua cái bao ngoài chợ về. Mình rồi lấy ra rổ luôn để cho ráo là bác ăn là đổ nước súp vô thôi. Giờ chuẩn bị khâu nước súp. Thấy vậy chứ ít quá không nhiều đâu. Cái này có thiếu không ta? Khó quá, nhìn không ra, cũng có cái đuôi heo à. Nhưng mà không lóc bỏ mỡ da hết rồi. Nhà này không có chịu ăn ăn da, ăn xương nhiều. Cũng may là cái phần này cũng có xương xương, chứ thịt không là ăn ngán chết luôn. Rồi, đi vô. Đem vô cho mẹ nấu. Xương đuôi heo của mẹ đây. Này bữa nay hơi làm cũng không có chuyên nghiệp lắm cho nên không có độ được nè, hơi ít nè. Cái này chắc người đủ một tô nhỏ. 300 gram là vừa đủ ăn đó. Thật luôn. Nên cũng hơi khiêm tốn. Rồi ok, mẹ đó. Mẹ nấu này nước rồi đó hả? Rồi bắt đầu chế biến. Còn cái mình hôm bữa ăn sống đó, bữa nay là phải nấu lại rồi, hết ăn sống rồi, hết tươi rồi. Hành ngò nè. Coi còn gì có thể để vô bánh canh được không mẹ? Đâu có gì bỏ vô bánh canh được đâu. Thay cho huyết đi. Ok. Rồi có gì thì để nấy vô trong nồi nước cho nó ngọt nước thôi. Thêm tôm khô, củ cải trắng. Ủa mẹ, mình có củ cải trắng, củ cải muối không để vô nước? Hao lộn củ cải muối. Không, củ cải muối Thành nó mua ăn không có ngon. Vậy hả? Vậy thôi để củ cải trắng cũng được. Kiếm cái này. Mấy này để vô thôi chứ không có ăn nè. Để cho ngọt nước nè. À củ su nè mẹ, để củ su vô cho ngọt nước không mẹ? Lấy trái su. Ờ một cái đi, một cái. Ồ hết khoai tây rồi, có khoai tây cà rốt thì. Củ cà rốt. Còn được củ cà rốt hết trời. Người ta ăn bánh canh hải sản nữa mà, tôm mực đồ nữa. Rồi để con sò đẹp vô cũng ok, nhưng mà tôm mực thì ngán quá rồi. Ngán quá. Để sò đẹp. Tôm ăn hết nổi rồi, ớn. Cái gì chứ gà nữa, gà con cũng ngán quá trời nè. Đùi gà. Rồi, cái này là cho ngọt nồi nước nha. Hành tây. Cái gừng. Củ trắng, củ hành tây, củ gừng. Cho thơm nước trước. Có mực nữa, để mực được không ta? Bữa hổm để mực ngập ra con chơi xi nó chơi. Thôi vậy thôi đi, đừng để. Mấy đứa nhỏ này sanh đẻ bên này ăn khó lắm. Mùi lạ lạ ăn không được, chưa chắc là đã ăn được mấy món này nữa. Không, bánh canh ăn được, phở ăn được nè. Nhưng mà bún riêu, bún mắm là thôi tuyệt đối không. Cá kho, thịt kho là không. Chỉ có cá chiên cũng không. Chỉ có thịt gà nướng, thịt heo nướng, chiên thì ăn được. Chứ còn mà cái gì mà kho hay mấy cái gì mà hơi Việt Nam quá là từ chối. Hay cái gì lạ cũng không ăn, cho dù ngon cũng không chịu thử. Rồi cái này để đây đi, cho nó thấm đậm. Từ từ để vô thêm. Rồi xong. Để đây, nhà còn chi dùng nấy để nấu nước súp. Mềm cũng ngon.
Đây đây chút nữa mẹ để vô. Này thì nó có sẵn. Cái sao đẹp vô nữa. Cái này lần sau mẹ để thêm bột năng là sẽ dai hơn, là sẽ xuất sắc hơn, hoàn hảo hơn. Bữa nay sẽ ăn tối là bánh canh thịt heo. Nay ăn chỉ có vậy thôi. Cái thịt kho mắm ruốc này là chiều nay không, nhà không có ai ăn cơm ăn này rồi đó. Mấy đứa nhỏ là nó không ăn được món này. Xào thịt khác, nướng thịt theo kiểu ấy cho tụi nó ăn. Cái này cất vô tủ lạnh rồi, mai ăn cơm. Thôi bây giờ trút thịt vô được rồi. Trút thịt vô. Hơi lại chút mình hớt bọt. Này đây đây lấy cái giá hớt bọt. Này, này, chuẩn bị hồi vớt bọt. Không vớt bọt là cái nước dùng nó sẽ không có ngon. Cứ để đó đi. Cho nó sôi lên rồi nó ra bọt nữa thì mình vớt vài lần đó. Để vô từ từ tiếp sau. Chủ yếu là nước ngọt, nước ngon thì bánh canh sẽ ngon thôi. Rồi thì bỏ bắp vô luôn, bỏ thịt vô luôn rồi. Cho nó ra nước ngọt chung luôn. Rồi cũng từ từ hớt bọt. Trong đó cũng có củ cải trắng, rồi có hành, tây, tỏi. Quan trọng là bắp. Còn cà rốt với lại củ su mình để vô sau ha. Rồi, nước rồi nó bắt đầu nó ra ngọt lắm rồi đó. Bây giờ cũng vớt bỏ ra ba cái ấy bớt, vớt bọt. Rồi để mà con ruột ngon ghê không mẹ giờ. Củ cải trắng này mới ăn để gì nữa. Nó lấy nước ngọt thôi chứ có ăn đâu. Ra rồi nãy giờ ra nước ngọt hết rồi giờ mới để qua. Mưa ha. Dự báo là đúng tốt mà. Ê, 2 giờ mưa. Sao hồi sáng có sương mù quá mà. Ngày nay mưa, con tưởng phải nắng chói chang. Đó, bắt đầu tối tối rồi là do bắt nó ra nước ngọt phải sợ. Rồi để chút nước mắm do mưa ở ngoài. Mày bỏ cái cá lọt vô luôn đi. Dậy lên cái nữa. Xích vô đó. Mưa rồi, tới thui rồi, hết sáng đẹp như hồi nãy quay rồi. Mình thích nhất là cái đuôi nè. Bánh canh giò heo rồi hết sảy. Cái này thì không có được cái phần giò. Đuôi xương mông, cái này kêu là xương mông. Cái đuôi heo á. Ngon, ngọt, quá ngọt luôn nè. Ngọt là ngọt bắp với ngọt nước nấu. Ngày này là không có ăn bột ngọt hay là đường nhiều đâu. Cũng có không có một hộp bột ngọt trong nhà nữa. Lâu lâu ăn chút bột nêm gà, mà bột nêm gà nó cũng là một dạng bột ngọt đó, cũng không tốt đâu, cho nên cũng ăn ít cái đó lắm. Còn hoàn toàn là bột ngọt là không có. Mì chín vậy đó, không có. Từ từ ngọt thêm rồi. Mới sò đẹp nó cho ngọt nước. Rồi mình cứ để đây đi. Rồi đi coi khói nữa. Thì 6 giờ mới ăn tối mà. Chuẩn bị hết rồi, nồi nước súp rồi, bánh canh rồi. Rai rai, trời mưa rỉ rả. Trời mưa lạnh lạnh. Ăn đồ nước là đúng bài ha. Mới uống mấy một tiếng mấy rồi mới ăn tối nè. Sáng giờ có mưa không ở ngoài? Sáng giờ ở ngoài có mưa không mà? Không. Vậy là sáng ra còn đi là anh tướng nó sương mù. Nó đỡ lại để bụng tưởng ớt nay không ca nè. Ớt không ca. Nãy giờ về không mưa mà giờ mới bắt đầu mưa. Đừng cái này kính, cái kính nó đục nước. Nó con thấy nó cũng đục, nó đâu có trong lắm đâu. Nhưng mà đậy là nó đục ngầu luôn. Rồi để đây rồi nó căng nó cho nó liu riu lai rai. Tối ăn nó trộn vào. Nghe chưa?
mới quay một tô bánh canh hoàn chỉnh. Giờ chỉ có vậy. Mưa buồn quá, cuối tuần rồi, chiều thứ sáu rồi. Tháng 10 rồi mà mưa như vậy. Giờ này năm ngoái là 30 độ rồi. Mùa xuân, nắng ấm sắp sang hè. Giờ này năm nay còn có vẫn còn mười mấy độ. Lúc nãy mình về mình quên lấy thư, mình quên coi thư, đi ra coi thư. Mưa rồi, thôi đi vô. Mẹ nấu bánh canh ở trong á, nhưng mà đi ra garage rồi đi ra ngoài không nghe mùi, giống như mấy lần đi làm về mà mùi phở hay mùi gì là nghe nha. Bay mùi thoáng vừa đậu xe thôi là đi vô là nghe mùi rồi. Còn nấu nồi bánh canh này phải đi vô tận bếp mới nghe, chứ đứng ngoài này là không có nghe, giống như một cái nồi nước súp, nước canh bình thường à. Nó không có xuất sắc lắm. Nó không có dậy mùi như mùi phở. Đi vào con nồi bánh canh. Dậy lên cái nữa coi. Hết bọt rồi, rất sạch bọt rồi đó. Mưa bởi trời tối. Có giò heo thì có cái đuôi heo, cái này còn đuôi xương. Bánh canh thì hồi nãy còn làm, mới làm nóng, nhưng mà tiếng hay tiếng sau tới 6 giờ rưỡi mới ăn tối, nên lúc đó mình phải cho vào tô mình quay nóng lại. Sò đẹp rồi, chỉ đó vậy thôi, đơn giản rồi. Đi ra ngoài này chiên thêm cá xà mình với lại kho thêm thịt. Đáng lẽ là tụi nó ăn bánh canh luôn, nhưng mà không có cái cây hơi khó. Tụi nó không biết ăn bánh canh thì cho ăn thịt thịt nướng, thịt chiên. Mà bữa nay mẹ cũng không làm thịt chiên, thịt nướng, tụi nó thường phải làm nát thịt kho. Tụi nó giỏi rồi cho nên chiên thêm cái miếng cá ăn còn dư. Ăn được thì ăn. Cái quán bò chiên hoài ngán này, cái thịt miếng cá lịch powder rắc miếng muối lên chiên. Bữa giờ ăn sống, mua này về để ăn sống mà ăn không hết, cái để lại trong tủ lạnh. Bữa nay đâu ăn sống được nữa, ăn sống là mua về tươi ăn liền. Tới bữa nay ăn là phải ăn chín rồi. Cái xong mình xong mà để chảo thịt lên. Tối nay người lớn ăn bánh canh rồi, mình cho tụi nó ăn, bởi vì phải làm chín. Mưa gió hết bão rồi, mưa cũng không có giông gió, không có đáng sợ, nhưng mà nó cứ gió hoài là mà ra là sao, nóng gì cũng khó gió lắm. Con mẹ chặn mấy này lại cho bớt gió, cái này văng hết con ra ngoài này rồi. Xong chảo thịt lên, chảo thịt lên cho nó riêu. Cái này múc ra. Cái này xong. Còn bà ngoại kho thịt, tụi nó là không có ăn thịt kho thông thường. Ngoại kho thịt phải để cái sốt gì lên. Để kho bên kia đi, kho xong á. Mở cửa là gì ba chi lên? Cháu về mở cửa gì bà ngoại? Làm thêm mấy rồi tụi nó. Ngoại mang bánh canh thì ăn được. Kho không được thì ăn cá. Còn còn ít mà. Bánh canh được thì ăn cá, ăn thịt gì của bà ngoại đó. Bốn người lớn nghĩ thịt phải chấm nước mắm. Hai người không ăn ớt, hai người ăn ớt để cắt ra, cắt ớt ra. Với lại để hành ngò lên trên mặt và tí hành sấy lên trên mặt là xong. Rót nước mắm. Lúc thì ngoại đẩy vô trong, lúc thì ngoại đẩy ra ngoài. Lộn. Mắm. Trời ơi, bốn đứa cháu của tôi, hai đứa lớn thì rút trên phòng trên lầu, hai đứa nhỏ đi bơi về. Ăn McDonald's rồi, nửa tiếng nữa ăn cơm tối.
Rồi, bữa nay ngoại cho tụi nó ăn thịt kho luôn, mà kho theo kiểu chua ngọt của người Hoa á, cho nên là tụi nó ăn được, chứ không phải kho theo kiểu xịt nước mắm vô như của Việt Nam mình. Mấy đứa nhỏ nếu mà ăn bánh canh không được á, thì ăn thịt kho. Chuyển qua cái chảo nhỏ rồi đem vào nhà, mới vừa làm ở ngoài sau nó cũng sắc rồi, đem vào nhà cứ để vậy thôi rồi. Tối tụi nó ăn cơm. Còn nếu ăn không được nữa thì có còn chút xíu cá mới chiên lên. Đồ ăn bữa nay ít ít không? Tại vì dự trù là ăn cái món bánh canh là món chính này. 6 giờ 15 rồi đó, bắt đầu ăn đây. Để múc ra đây. Giờ bánh canh nguội rồi, mình gấp ra rồi mình quay nóng lại. Rồi mình chút nước súp thôi, nước súp thì còn yêu riêu còn nóng. Mấy cái đồ nước là phải ăn thật là nóng mới ngon. Canh thì giờ nó nguội, nó hơi bị dính lại, làm thì nó không có được xuất sắc như người ta bán. Mình đảm bảo. Rồi đó, để quay nóng lại một tí. Canh này nóng lại. Rồi chín hết rồi, nhưng mà cho nó nóng lại cái mình múc vô. Sáu giờ 15 rồi, tối thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2022. Rồi thì nồi nước nè, nồi nước súp nó cũng sôi rồi, bánh canh cũng quay lại nóng rồi. Rồi là múc thôi. Ăn xương thì múc xương, ăn đuôi heo thì múc đuôi heo, ăn cá lợp múc cá lợp. Rồi hành sấy vào. Mình cũng không có thích ăn giá và cũng không có không biết ăn giá, chứ không phải không thích. Hành ngò thì cũng không có biết ăn nhiều đâu, nhưng mà mẹ nói già rồi phải ăn thì rắc rắc cho có, với lại đẹp nữa. Với lại nhìn nó đẹp nữa. Giò heo đỡ cái đuôi heo cũng được ha. Yeah, chất lại đã. Rồi sò đẹp. Rồi ok, mang qua bàn xịt trước. Ăn mấy cái này thì múc rồi ai nấy múc thì ăn, để nó lâu thì nó nguội. Mình ăn rồi mình ok thì no thì thôi, không no thì một tô nữa, nhưng mà cái này hơi ít. Để coi có gì ăn. Cơm với thịt kho mắm ruốc của bà ngoại làm hồi trưa. Vậy thấy có tô thịt kho mắm ruốc. Cái bánh canh thì làm hơi bị ít, cho nên có gì thì ăn thêm thịt cơm. Nhìn cũng hấp dẫn chứ ha. Được cái đuôi heo. Không thích ăn thịt nạc đâu. Tôm cua gì cũng ngán quá rồi. Cái sò đẹp vào. Có gì thì chấm thêm tí nước mắm nè, Việt Nam mà. Rồi, ăn thôi.